Chào tất cả mọi người. Đây là bóp ví bằng vải, bóp ví thổ cẩm của mình sử dụng. Và theo mình á, thì chúng ta nên sử dụng những loại bóp ví bằng vải, bóp ví thổ cẩm, túi, túi xách, ba lô bằng vải thì sẽ tốt hơn là chúng ta sử dụng những loại mà được làm từ da của động vật. Sử dụng những loại mà được làm từ vải sẽ có nhiều lợi ích hơn, tiết kiệm hơn, giản dị hơn. Và quan trọng là chúng ta sẽ không có ủng hộ cho cái việc mà giết hại động vật để mà lấy da, sử dụng vào những cái việc mà phục vụ cho con người. Như vậy là tội ác, là không có hay, không có tốt. Phàm là đồng, loài vật hữu tình, là những con vật chuyển động thì con vật nào cũng tham sống sợ chết và sợ đau đớn. Khi mà con người chúng ta giết nó thì nó đều kêu la rất là thảm khốc. Cho nên tốt nhất là chúng ta không nên ủng hộ cho cái việc mà chém giết động vật để phục vụ cho con người, để lấy thịt ăn hoặc là sử dụng những bộ phận của con vật vào những mục đích khác. Ví dụ như lấy da hoặc lấy lông làm trang phục, làm đồ trang sức này kia. Hoặc là giết để mà lấy sừng tê, ngà voi, lấy da, lấy nanh, rồi làm thuốc, vân vân. Nói chung những việc làm như vậy rất là độc ác. Tốt nhất là chúng ta nên sống một cuộc sống đơn giản giản dị sẽ tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta chạy đua theo cái lối sống mà xa xỉ, mà hưởng thụ cho xác thân này, là chúng ta sẽ tạo nghiệp. Nếu mà lý trí của chúng ta mà kém, mà chúng ta sống cuộc sống mà chạy theo dục vọng để thỏa mãn cái ham muốn của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo nghiệp. Cho nên chúng ta sống một cuộc sống đơn giản giản dị, ít tham, ít sân, ít si, thiểu dục chi túc, biết đủ thường vui, không tranh với người, không cầu ở đời, vậy là tốt nhất. Còn nếu chúng ta mà chạy theo lối sống mà vật chất, kim tiền, chạy theo cái lối sống mà hưởng thụ thì đó là một cái lối sống không tốt. Chắc chắn những người mà chạy theo cái lối sống vậy thì sẽ không có cái hậu tốt. Còn nếu chúng ta sống mà đặt điều nhân nghĩa lên làm đầu thì từ từ chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Những người trọng nhân nghĩa ắt sẽ gặp điều may, như bóng đi theo hình, như tiếng vọng theo âm. Những cái bóp ví bằng vải thổ cẩm này thì cũng rất là nhiều kiểu, nhiều màu, rất là phong phú, rất đa dạng, rất là đẹp, và chúng ta cũng đựng được rất là nhiều, cũng không có thua gì những cái loại bằng da hết. Còn nếu chúng ta sử dụng những cái loại da mà thì nhìn nó ra vẻ rất là xa xỉ, và sẽ nếu mà khi chúng ta sử dụng những cái món đồ xa xỉ, chúng ta sẽ dễ sanh cái tâm cao ngạo, như vậy sẽ không có tốt. Cho nên sống ta sống một cuộc sống đơn giản giản dị là tốt nhất. Rồi chúc mọi người có nhiều sức khỏe, có được một cuộc sống an lạc, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chào mọi người.